Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DaVinci Dev Channel. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cái vài video để hướng dẫn các bạn lập trình backend với Go và xây dựng những cái server gọi là REST API server, giới thiệu những framework để xây dựng những cái REST API server rất là nhanh. Thì hiện tại thì mình có ba cái framework để muốn giới thiệu tới các bạn trong cái video này, nhưng mà để đi vào chi tiết thì mình sẽ lựa chọn một cái thôi, đó là cái Echo ha. Còn hai cái còn lại thì một cái thì mình cũng đã có giới thiệu sơ qua trong một vài cái video trước, đó là Beagle framework. Thì anh Beagle framework này anh cũng là tất cả trong một, anh có rất là nhiều thứ trong này. Dài cũng rất là ngon ha. Một cái nữa là Ginconic, mình gọi hay gọi là Gin. Thì cái framework này nói chung là cũng rất là ok, và bình thường thì mình hay sử dụng hai cái là Gin và Beagle ha. Còn hôm nay thì do có yêu cầu của bạn ở trên YouTube, có bạn muốn là mình giới thiệu cho các bạn cái framework Echo này, thì mình thấy nó cũng khá là tương tự giống như Gin, cũng nhỏ gọn, tốc độ cũng nhanh, và cũng dễ viết, dễ xây dựng, nên mình cũng đem ra giới thiệu luôn để rồi trong những video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà mình khi mà mình viết cái code của mình á, mình sẽ không quá phụ thuộc vào cái framework bên dưới, nghĩa là mình viết như thế nào để có thể linh động, sau này mình thích dụng mình có nhu cầu mình đổi một cái framework mới thì mình đổi một cách rất là dễ dàng và nó đỡ bị tốn quá nhiều thời gian cho cái việc thay đổi cái framework đó ha. Thì cái bây giờ mình nói vô cái anh Echo này, thì ảnh là một cái framework đi à, cho phép mình xây dựng một cái HTTP server, một cái REST API server web service đó, cách rất là nhanh và đơn giản, và tốc độ thì cũng khá là tốt. Như đây nó có benchmark request và compare với lại cái gì đây, gin ha, thì kết quả tốt hơn gin một chút đấy. Với những cái lượng request như thế này ha, thì kết quả tốt hơn Gin một chút, nói chung là cũng khá tốt. Thì bây giờ mình bắt đầu vô, mình sẽ tìm hiểu, mình viết một cái gọi là Hello World trước với cái anh Echo này ha. Rồi đầu tiên ý. Rồi đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái thư mục ở trong cái Go Pass của mình, và mình cái file main.go lúc nào cũng vậy thôi ha. À, mấy ông thấy cái suggestion của tôi nó hay không, mấy ông? Nó là cái plugin tab này đó, tab này của tab này, các ông cứ lên plugin kiếm cái plugin tab này thì nó sẽ suggest ra. Đó. Cái tab này nè, đấy, nó suggest code cũng rất là hay á. Rồi, bây giờ mình đầu tiên á thì mình sẽ init cái Go module lên, init Go module lên, init, rồi, ok. Mình need Go module lên, tại vì ở đây nó yêu cầu mình là mình phải sorry, để tôi đóng cái này lại, nãy bắt lên lộn lộn cái Android Studio, thì nó nói là nó sử dụng cái Go module Go module từ version 4 ha. Thì bây giờ mình sẽ go get cái Echo version 4 về. Rồi vậy là bây giờ mình đã có cái Go module. Rồi bây giờ mình dựng cái server lên ha.
thì server của mình nó sẽ 200 bằng echo chấm new đó. Rồi bây giờ cái server nó sẽ server đăng ký một cái này gọi là một cái root với cái đường dẫn là xuyệt thôi để cho nó dễ ha, và cái function là hello, mặc dù cái function này tôi chưa có viết. Rồi bây giờ mình sẽ viết một cái phần gọi là hello đây, mà mình cái param truyền vào nó sẽ là echo 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 context ha, và trả về một cái error đó. Cái thằng tab này nó suggest code suy gõ trước đúng không, gõ cái là xong ha. Ở đây mình sẽ return về sẽ chấm string. Rồi code là http.started. Ok đấy, và này là hello world. Đấy, bây giờ nó suggest, nó là cái thằng tab này là nó là suggest code của có AI gì trong đó nữa mấy không, nên là nó khi mà nó suggest ra cái mấy cái suggest của nó hay lắm, đỡ phải phân công mình ngồi mình gõ nhiều ha. Rồi giờ mình đăng ký rồi, mình có cái server get rồi, vậy thì bắt đầu là mình sẽ start ha, server chấm start cái address là ví dụ mình muốn chạy server ở cái bọt là 80 88 4 số 8 luôn, tứ quý luôn. Rồi cái hàm này nó sẽ trả về euro, nếu mà có euro thì bây giờ mình sử dụng logger ha chấm phantom. Rồi rồi nếu mà server nó start lỗi á, thì nó sẽ lock ra ha. Rồi tới đây có nghĩa là gì, đây có nghĩa là đầu tiên là mình sẽ new một cái echo server ra, rồi mình đăng ký cho nó một cái root với cái method là get, cái path của nó là default là không có gì hết á, get chỉ là một cái suyệt thôi, và cái hàm cái handler function của nó có nghĩa là cái hàm xử lý của cái root này á là cái hàm hello ha. Thì một cái handler function nó có param truyền vào là một cái echo context, và cái hàm string này context chấm string này nghĩa là nó sẽ trả về cho client, trả về cho cái thằng request lên á một cái status code là ok, nghĩa là 200 HTTP 200 và một cái string là hello world. Rồi bây giờ mình sẽ thử mình chạy lên ha, run main.go. Rồi đây nè, các bạn thấy nó chạy lên chưa, nó báo là test quá chừng nè, rồi nó báo server mình start ở cái bọt là 8888. Ok rồi bây giờ mình thử ha, localhost chấm 8888. Rồi bạn thấy không, nó in ra cái chữ hello world nè. Tôi zoom ra. Rồi đấy, nó ra được cái chữ hello world đây. Giờ mình coi cái log coi, ở đây nó chưa có log gì hết, có nghĩa là mình đã dựng lên cái server của mình, và mình khi mà mình gọi vào cái root là default á, nghĩa là vậy nè, default của nó đó, thì nó sẽ trả về cho mình một cái string. Rồi mình thử mình đổi lại nha,
đổi là mình trả về một cái JSON. JSON thì mình phải đưa vào cái interface. Interface, ví dụ như tôi để vậy luôn thử coi nó chạy được không ha. Ok. Khi mà để vậy thì nó sẽ không chạy được. What the hell? Bây giờ mình phải khai báo một cái struct struct if gì đó thôi, struct đại đi. Và trong đó nó có cái test kiểu string và JSON nó là test. Ok. Thì bây giờ if của tôi nó sẽ 2 chấm bằng và tôi truyền cái if này vào. Cái test của tôi nó sẽ là hello à. Ok, bây giờ tôi sẽ trả về một cái JSON. Hello à. Rồi ok. Bây giờ tắt đi ha, chạy lại. Rồi chạy lại đây, bây giờ nó trả về cho tôi một cái JSON, đó là test hello world đó. Vậy thì đó, mình đã gọi là có thể dựng được một cái server rất là đơn giản, rất là nhanh với cái EcoFramework này. Thì video này hiện tại mình tạm thời tới đây thôi. Để video tiếp theo mình sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái tính năng có ở bên trong cái Echo này ha. Chào các bạn.